Trẻ nhỏ đọc kinh Nhất định phải làm được Đệ tử quy Làm được rồi Thì mới dạy chúng đọc kinh Trước đây đệ tử quy là thân giáo Ba tuổi vẫn chưa được đọc kinh Đọc kinh có lẽ khoảng năm sáu tuổi Đến năm sáu tuổi thì gốc của nó đã vô cùng tốt cách dạy học này của chúng ta và người nước ngoài không như nhau người nước ngoài khi còn nhỏ thì dạy chúng vui chơi cho nên rất quạt bát chúng ta từ nhỏ đã học để trở thành người lớn ngồi có dáng ngồi đứng có dáng đứng vô cùng quy củ dạy hư đứa bé này rồi bạn xem không có chút quạt bát nào cả thiên hạ thái bình là như vậy mà dạy ra cho nên không như nhau Không tương đồng Câu hỏi thứ 16 Kinh Địa Tạng Nói Bồ Tát Địa Tạng Từ kiếp lâu xa về trước là Bà La Môn Nữ Nhưng Bà La Môn là một họ Ở Ấn Độ xưa trên địa cầu Hơn nữa Còn là dòng họ tôn quý Không thể nói các kiếp lâu xa về trước địa cầu này còn chưa có ấn độ cũng chưa có xin hỏi đây có phải là sự trùng hợp không hay là ở trong thế giới lâu xa về trước cũng đúng là có một họ như vậy không sai phật nói với chúng ta con người có sanh lão bệnh tử địa cầu có thành trụ hoại không Phật trên kinh nói rất rõ ràng. Trong phẩm thế giới thành tựu của kinh Hoa nghiêm đã nói qua. Chúng sanh ở thế giới này của chúng ta, tuy dụ nói bằng tu thiện nghiệp thì sanh đến trời tứ thiện. Thọ mạng rất dài Đều là tính bằng đại kiếp Thọ mạng của người ở trời tứ thiền Hầu như đều là gần hai dạng kiếp Hoặc là làm việc ác thì đọa đến A tỳ địa ngục Thọ mạng ở A tỳ địa ngục cũng rất dài Cũng là tính bằng kiếp Sự thành trụ hoại không của địa cầu cứ một đại kiếp là một lần Một đại kiếp là bốn trung kiếp Bốn trung kiếp là thành trụ hoại không Bốn trung kiếp là một đại kiếp Nếu thọ mạng của họ hoặc là hướng phước ở trên trời Hoặc là chịu tội ở địa ngục Chúng ta không tính toán nhiều Nếu tính họ 10 kiếp 10 kiếp địa cầu của chúng ta đã thành trụ hoại không 10 lần vậy thì họ đi về đâu khi đi cầu hoại rồi thì họ đi về đâu phật nói với chúng ta đi cầu hoại rồi thì họ đến thế giới khác cũng giống như là di dân vậy nơi này có tai nạn thì phải đến nơi khác tương lai nơi này hình thành trở lại thì họ lại quay về nếu chúng ta tin tưởng sự thật thì vấn đề này không có nữa hiện nay người phương tây dùng phương pháp thôi miên nói với chúng ta là rất nhiều tập khí này sẽ mang đến đời sau nhiều tập khí có ở đời này là từ đời quá khứ mang đến họ có liên quan đây là người phương Tây phát hiện ra Mà Phật nói với chúng ta Trong a lại gia a lại gia giống như một cái kho vậy Hết thảy hạt giống tập khí thiện ác của chúng ta ở trong đó Dính diễn sẽ không bị mất đi Bất luận là bạn đến thế giới nào Bạn vẫn là Sống ở lục đạo bên đó Nghiệp lực của bạn Vẫn là chủ tể theo bạn ở bên đó cho nên con người không được tạo ác nghiệp Tạo ác nghiệp thì vô cùng đáng sợ Không nên kết oán thù với hết thầy chúng sanh Khi bạn chân thật hiểu rõ đạo lý này rồi Thì bạn sẽ làm được như vậy Vì sao vậy? Kết oán thù với hết thầy chúng sanh Thì oan oan tương báo Không khi nào ngừng nhất Việc này quá đáng sợ rồi Bởi vì giữa người với người Tuyệt đối không làm việc đắc tội với người khác Thiệt thòi cũng không quan trọng Người xưa nói thiệt thòi là phước Thiệt thòi là gì? Là trả nợ Trả nợ hết rồi thì tốt quá rồi Không nên có oán hận Có oán hận chính là không trả sạch Là kết oán nữa rồi Cho nên phải thật là quan hỷ trả nợ thiếu nợ người khác ta đều trả rồi người khác thiếu nợ ta thì không cần nữa vậy thì tốt biết bao tự tại biết bao làm người nên quán như vậy thì tốt rồi những gì trên kinh phật nói Thường sự việc được nói trên Kinh Đại Thừa Đều là sự việc trong vô lượng kiếp Câu hỏi thứ 17 Nông dân trồng trọt Thường phun thuốc trừ sâu Dẫn đến số lượng lớn côn trùng bị chết Nếu cứ để mặc cho Côn trùng có hại phát triển thì sẽ bị giảm sản lượng thậm chí mất mùa mà côn trùng cũng sẽ tổn hại đến những nông dân khác xin hỏi phải nên xử lý việc này như thế nào vấn đề này bạn có thể đến cổ tấn đến bà la châu cổ tấn đến nông trường của Lý Kim Hữu để xem thử Thì bạn sẽ biết Bạn sẽ hóa nhiên đại ngộ Ở đó Họ trồng rất nhiều rau xanh, hoa quả Khi tôi đến xem Thì là năm thứ sáu Đất đai ở đó rất rẻ Họ mua một mảnh đất Năm ngàn mẫu anh Rất lớn Cả một quả núi lớn Trồng rất nhiều rau Họ nói với tôi Họ không dùng thuốc trừ sâu Không dùng phân hóa học Họ nói năm đầu tiên trồng rau Có lẽ khoảng 80-90% đều bị côn trùng ăn sạch Còn dư lại một chút xíu Họ vẫn kiên trì Đến năm thứ hai Những côn trùng đó rất có lương tâm Để lại cho họ một phần ba Ăn hết 2 phần 3 Đến năm thứ ba thì côn trùng để lại cho họ một nửa Để lại một nửa Khi tôi đi xem là năm thứ sáu rồi côn trùng ăn chỉ chiếm khoảng 5% Để lại cho họ 95% Bạn không giết chúng thì chúng không hại bạn Bạn càng giết thì chúng càng lợi hại Vì sao vậy? Oan oan tương báo bạn thường nghĩ xem trước đây, thuốc trừ sâu, phân hóa học mới phát minh không bao lâu. Chúng ta mấy nghìn năm nay trồng trọt đều không dùng thuốc trừ sâu, con người sống như thế nào? Bạn phải hiểu đạo lý này. Nó gọi là càng giết càng nhiều. Bạn không giết thì không có nữa, thì không kết oán. Bạn nhất định phải hiểu đạo lý này chúng ta học phật hiểu rõ đạo lý này thì đi đến chỗ của họ xem thử xem thấy chân tướng sự thật thì tính tâm của chúng ta sẽ kiên định ở úc châu học viện của chúng tôi rất lớn vườn trồng rau cũng rất lớn bạn xem lần trước tổ chức pháp hội hơn một ngàn người ở đó trong một tuần vườn rau của chúng tôi có thể cung cấp đủ bạn nói xem vườn rau lớn biết bao vườn rau của chúng tôi không có phân hóa học không có thuốc trừ sâu à, Có côn trùng đến ăn hay không? Hầu như không có Thế nhưng có chim Cây ăn trái của chúng tôi rất nhiều Chim ăn trái cây Chúng tôi thỏa thuận với chim Mà điều quy ước Chỉ định một số cây Những cây đó là cúng dường cho các vị Các vị đến bên đó mà ăn Những cây khác thì không được Chim chân thật nghe lời chúng chân thật để lại cho chúng tôi rất nhiều có mấy cây chuyên để cho chúng ăn